câu cổ đi. Ừ. Cái nó tay gì đó cỡ luôn. Thì kết nghĩa phu thê, tình cho nồng thắm, ta về bên nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy với sắc màu tình. Rồi thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cảnh đám cưới miền Tây ở của mình cho các bạn xem cho vui nha. Đây, ok, vui lắm, cực kỳ vui, mình phải tới A tới Z luôn cho các bạn xem. Cái thuyền này là cái thuyền của mình một hồi mình đi đưa dâu. Còn cái thuyền kia là cái thuyền đằng kia là cái thuyền đi rước dâu nha các bạn. Tới luôn. Cái thuyền này là cái thuyền của mình một hồi mình đi đưa dâu. Còn cái thuyền kia là cái thuyền đằng kia là cái thuyền đi rước dâu nha các bạn. Cho thằng ấy đi trước, hai con đi trước, bưng mâm theo dài ra sao. Vô nước trước. Đứng ngay đây, đứng chứ quay á, đứng không quay xéo xíu.
ba bến này nha. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở đúng rồi, chung nhà chung cùng với cháu luôn. Rồi cho bác ơi vô trong uống là vô hay vô trong đi tổng được không? Rồi ok. Hai đứa lúc nào mới ngang nhau được cái đông luôn. Một lần nữa hay là cô bác anh chị gì bước vô cho cháu nó làm lễ. Cái bàn của mình đâu rồi, dữ lắm rồi, khát nước dữ lắm rồi. Ra đâu rồi, vô. Hả? Ra tới, chưa gọi đâu. Vô. Hả, vô. Quá đã. Bây giờ thèm gần chết luôn. Đi. Để cái nước thèm gần chết luôn. Em không thèm đâu. Thanh. Quá ông đã vậy? Đói chưa? Đói hả? Trong cái nước đi một bài là cái gì thôi. Xong chưa? Nhớ được giờ đây. Anh đi đâu? Quay đó. Rồi bước vô cho câu cẩu luôn. À, đúng rồi. Rồi, mọi người ơi, nhập cái ảnh xưa tôi đang cho mẹ nè. 1, 2, 3, dạy rồi. Vô xưa. Rồi, giúp kể đi sang. Bên này không có bắt kê tán nha. Lúc. Rồi, hai ảnh xưa ơi, nhập cái ảnh xưa tôi đang cho mẹ nè nha. 1, 2, 3, dạy rồi. Rồi, mọi người ơi, nhập cái ảnh xưa tôi nha. 2, 3, cái nữa nha. Cười tôi lên nè. 1, 2, 3. Rồi, hai ảnh xưa bắt tay với tao hai bà chồng với tôi. Rồi, từ nay tình xuân gia đang có ha. Đưa lên nha. 1, 2, 3. Rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi, mọi người giờ đây, chúng ta xuống qua đây chút xíu thôi nha. Rồi, đưa lên nha. 1, 2, 3. Rồi. Có ai lên không?
Hai đứa hai ly đúng rồi. Không ăn chay nữa. Các cô chú con viên họ một lần nữa cho phép TV xin được thay mặt tất cả các anh em thực hiện chương trình gửi lời thông báo đến quý vị. 5 phút nữa thôi thì nghi thức trên lễ đài sẽ được diễn ra. Xin được trân trọng kính mời vị khách nào còn ở bên ngoài đi sâu đến muộn, chúng ta tiến thẳng vào trong sảnh lễ đài, chọn cho mình một cái ghế ngồi vinh dự và ổn định chỗ ngồi để cùng với chúng tôi chứng kiến nghi thức lễ cưới. Và xin được thông báo đặc biệt đến đại diện họ nhà trai, đại diện họ nhà gái cùng với đời quê hương. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tiến gần sân khấu hơn để nghi thức lễ cưới được diễn ra như mong đợi. Xin được gửi lời thông báo và chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Trong buổi lễ tân hôn sáng ngày hôm nay và được tổ chức tại Tư Gia để cùng chung vui chúc phúc cho chú rể Hoài Khăn sánh như cùng cô dâu Hồng Luyến, cho phép thành viên xin được thay mặt cô dâu chú rể, thay mặt cho quỹ gia đình và đặc biệt là tất cả các anh em thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng dịch vụ trọn gói cưới hỏi Nhật Hào gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng thân thương và lời cảm ơn chân thành. Quý vị, tình yêu luôn luôn là một đề tài để các nhà văn, nhà thơ, kể cả những nhạc sĩ, họ đã tốn rất nhiều thời gian bên trang giấy trắng với dòng mực xanh, nhưng vẫn không thể tả hết và định nghĩa được hai chữ tình yêu. Và đôi tình yêu của chúng ta cũng không ngoại lệ. Sau một thời gian tìm hiểu, thì tình yêu của họ đã đi được đến bến bờ hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc được nhân lên gấp trăm ngàn lần hơn là sự hiện diện của tất cả quý vị và sự kết hợp tuyệt vời của hai bên gia đình đã minh chứng cho tình yêu của họ. Kính thưa quý vị, đất mật của chúng ta có dạy rằng nước biển mênh mông thì không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha, và đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Và chính vì thế thì tôi xin được trân trọng mời lên bên trên sân khấu giới thiệu đến tất cả quý vị đại diện cho họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời ông Huỳnh Văn Oai và bà Võ Thị Thế là song thân của chú rể, đại diện cho nam chủ hôn. Một tràng pháo tay để chúng ta chào đón nam chủ hôn đi quý vị. Cùng với sự kết hợp tuyệt vời của đại diện họ nhà gái, chúng ta cùng dành dòng vỗ tay chung để đón chào đại diện nữ chủ hôn, ông Lê Hoàng Giao và bà Trần Thị Kim Chi. Một tràng pháo tay để chào đón nam nữ chủ hôn đi quý vị. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chính là thời khắc mà đẹp nhất tất cả mọi người.
vậy chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn, thật dài và hướng mắt về sân khấu để chào đón đôi quê hương đẹp nhất, hạnh phúc nhất tiến về lễ đài. Một tràng vỗ tay cho chú rể Hoài Phan bên cạnh cô dâu xinh đẹp Hồng Luyến. Một tràng vỗ tay đó quý vị. Họ đang đi trên con đường hạnh phúc mà họ đã chọn. Chú rể thì thầm những câu nói yêu thương. Hôm nay anh đóng em về làm nàng dâu thảo ngõ quê sông Đồng. Sớm chiều phụng dưỡng mẹ cha, anh trên em dưới chung quà đôi bên. Ngay trên sân khấu của chúng ta là một bức tranh rất là tuyệt vời đang hiện diện trước mắt quý vị. Những gương mặt đẹp, rạng ngời, tự hào và hạnh phúc đó chính là cô dâu chú rể cùng đại diện nam nữ chú hôn xin được ra mắt đến đại gia đình chúng ta. Và ngay bây giờ mời tất cả quý vị chúng ta lắng động lại và hướng mắt về sân khấu để nghe lời phát biểu tri ân đại diện cho hai bên gia đình. Có đôi lời cảm ơn gửi đến quý vị và xin mời chú ơi. Hôm nay ngày vui vui. Cảm ơn nhà quý khách gia đình lắng thiện với chúng tôi rất quý nha. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn quý nhà. Thưa quý vị, vì niềm vui khiến cho ông nghẹn ngào cũng không thể thốt lên lời. Và niềm vui ấy thì hôm nay cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị. Đỡ lời của chú thay mặt cho đại diện họ nhà trai, thay mặt cho cô dâu và chú rể, xin được gửi lời cảm ơn tri ân đến tất cả quý vị đã không ngại đường xá và dành thời gian đến chung vui cùng với gia đình, kèm theo những lời chúc phúc tốt đẹp mang đầy ý nghĩa trong cuộc sống đến tặng cho đôi quyên ương. Và kính thưa quý vị, trong quá trình chiêu đãi có điều chi sơ sót mà quý vị dành tình thương cho chú rể Hoài Khang và gia đình của chú Hoài cô Thới mà rộng lòng bỏ qua cho. Ngay bây giờ mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu nhận ở gia đình chúng tôi một cái lễ chào cúi đầu thay cho lời cảm ơn, thay cho lời tri ân đến tất cả quý vị. Đủ trao duyên mừng hạnh phúc, hoa khách người đón ảnh bình minh. Khi đôi bạn trẻ nghiêng mình sánh vai, đẹp đôi lân bụng chúc ngày một nhà. Và thưa quý vị, sanh con thì cũng được làm thang, nuôi con khôn lớn càng gian nan bội phần. Mẹ thì nuôi chu đáo ân cần, cha thì nhịn ăn nhịn mặc nhiều phần cho con. Và chính vì thế còn nhà trai thì hớn hở đón dâu hiền, hai bên ba mẹ xâm vầy, anh đi làm rể, còn em về làm dâu. Nam Đi xin được mời tất cả các vị các quý quan viên hai họ, chúng ta chuẩn bị sẵn những ly bia, những ly nước ngọt nước suối trước mặt của mình, nâng cao lên là một tiếng vô thật lớn sau ba tiếng đếm của thanh niên để chúng ta cùng chúc mừng cho sự kết hợp tuyệt vời của nam nữ chung một quý vị nhé. Mời bác trai mình bước lên một bước cùng con nha. Nhà bên kia mình bước lên một bước cùng con. Sẵn sàng chưa gia đình mình ơi? Tất cả quý vị sẵn sàng chưa? Đông cao lên cánh trái cánh phải thân đi ạ. 1, 2, 3. Dạ gia đình mình uống dùng con một miếng hàng rượu của dâu hiền để thảo ngày hôm nay. Chúc cho ba mẹ luôn thật nhiều sức khỏe và sống mãi bên các con. Quý vị, lễ báo hiếu cũng như lễ ra mắt đã xong, tôi xin được cảm ơn đại diện nam nữ chú hôn rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của ông bà nữa, xin trả ông bà trở về bàn tiệc chiêu đãi những khách yêu quý, gửi lời cảm ơn đến họ và nhường sân khấu lại cho đôi viên ương. Bác trai mình bắt tay lại với bác trai bên kia rồi mình đã đi xuống nha, rồi bắt tay lại các cặp tình nghĩa tham gia, bắt tay giùm con đi. Bắt tay lại đi.
không khí rất là tuyệt vời đúng không quý vị, rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc. Và ngay bây giờ nghi thức tiếp theo không thể thiếu trong ngày hạnh phúc hôm nay đó chính là các bánh kỷ niệm và rất rượu champagne. Mời cô dâu chú rể chúng ta tiến về bên trái của lễ đài gần thấp bánh hơn để cùng nhau chiên ngọt sẻ bùi với chiếc bánh hạnh phúc. That's how I see in this world. I close my eyes and I can see in this world. We're on our way to say I do. Đất Quy Hương của chúng ta đang tay trong tay chia ngọt sẻ bùi với chiếc bánh hạnh phúc. Và cách cái thứ nhất là để ơn mẹ ơn cha, công sanh công dưỡng để ta có mình. Và cắt thêm cái thứ hai là để mang ơn bè bạn chân tình, làm may làm mối để mình có ta. Và cắt thêm cái cho nó đi cô dân. Và cắt thêm cái thứ ba là mang ơn tất cả gần xa, chung vui ngày cưới để ta có mình. Rất là tuyệt vời với một bức tranh đẹp đúng không quý vị, hạnh phúc. Cô dâu chú rể chúng ta đang quyện vào nhau và đang góp dòng mật ngọt tình yêu chảy tràn trên chiếc cách ly hạnh phúc. Tất nhiên sẽ được thay mặt cho tất cả anh em thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng kèm với dịch vụ trọn gói cưới hỏi nhật hào, chúc cho đôi bên của chúng ta luôn luôn hạnh phúc, luôn ngập tràn niềm yêu thương như dòng mật ngọt đang chảy tràn trên dòng thác tình yêu. Sự hồng thì cách nghĩa phu thê, tình cho nồng thắm, ta về bên nhau cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy với sắc màu tình yêu. Thưa quý vị, và ngay bây giờ thì mình cũng sẽ được mời đại gia đình mình một lần nữa chúng ta nâng cao những ly bia, những ly nước trước mặt của mình lên. Và đặc biệt lần này thì nếu là bia thì mình uống cạn nhé quý vị, để cùng chia ngọt sẻ bùi ly rượu giao bôi với đôi quy ngư của chúng ta quý vị ạ. Và thưa quý vị, đôi quy ngư của chúng ta đã sẵn sàng rồi ạ. Nâng cao lên quý vị ơi, nâng cao lên ạ. 3, 2, 1. Hai ta bưng chén rượu nồng, tình chàng ý thiết mặn nồng bên nhau. Từ nay như đũa có đôi, như thuyền có bến, như đàn có dây. Để không phụ lòng mong mỏi của tất cả quý vị, đến với ngày cưới hôm nay với những lời chúc phúc tốt đẹp dành cho cô dâu và chú rể, thì ngay trên sân khấu tình yêu họ sẽ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào để chứng minh tình yêu của họ, để đáp lại tình yêu thương của đại gia đình chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta đừng rời mắt một phút giây nào, hướng mắt về sân khấu và không quên dành những tràng vỗ tay thật lớn thật dài để thay tiếng pháo chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể quý vị nha. Một nụ hôn chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây. Ơi, cô dâu đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng nha. Đếm nha. 1 2 3 nụ hôn bắt đầu. Thưa quý vị, nụ hôn vừa rồi đã khép lại nghi thức lễ cưới trên lễ đài hạnh phúc của chú rể Hoàng Cang cô dâu Hồng Luyến. Cho phép TV xin được thay mặt cho tất cả anh em thực hiện chương trình cảm ơn đến quý gia đình đã tin tưởng và chọn gói dịch vụ của chúng tôi, và rất mong nhận được sự ủng hộ trong thời gian sắp tới của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chương trình của chúng tôi xin được phép khép lại và trước thềm năm mới kính chúc tất cả các vị khách quý có một mùa xuân an khang, an lành, hạnh phúc. Ngay bây giờ chương trình của chúng tôi xin được phép trân trọng kính chào.
dĩa người ta không để lại. Đáp thì thấy lội nhưng mà rất rồi nhưng mà